Oh. Apel tutup tuh gimana tuh? Ayo. Oh, the chân này. Nó là một cái chân này. Nó là gì? Nó là một cái chân này. Chân này không gì nữa. Bây giờ mình ngồi cầm ra đây chạm ra. Đại đó mày chơi hả? Đây không vậy? Đây à? Ủa? Em phải chơi rồi mình chơi mà. Thì mà không bằng, không chơi anh không vậy? Anh qua lấy xích, anh qua xích chứ nào, tạm thủy qua rồi. Ngay lúc anh lấy xích. À, anh đi cháu mà chứ. Rất là vậy. Mà nó có mái nó đinh hầm. Đúng rồi chứ bác, cầm rán rồi chứ bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.
Thank you.